Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không? Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Đó là lời Chúa. Thưa công đoàn phục vụ, bình thường thì chúng ta mừng lễ Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3. Và đó thường là nó nằm trong mùa chay. Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm dung mạo Thánh Giuse, cha nuôi của Đức Giêsu và là bạn trăm năm của mẹ Maria. Nhưng mà hôm nay là cuối tháng 4 và lại là mùa phục sinh thì chúng ta mới mừng lễ Thánh Giuse. Bởi vì đây là lễ riêng của hội gia trưởng của giáo xứ Hoàng Xá ngoài Đồng Hương, những người xa quê. Điều này lại càng cho thấy Thánh Giuse luôn luôn được rất nhiều người, nhiều đoàn thể, nhiều quốc gia chọn ngài làm bổn mạng. Thí dụ như là Thánh Giuse cũng là bổn mạng của cả giáo hội Hoàn Vũ, rồi của cả giáo hội Việt Nam, rồi của nhiều giáo xứ, nhiều hội đoàn, rồi nhiều cá nhân cũng đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Trong dòng của chúng tôi và cả nơi các dòng nam cũng vậy, các chủng viện cũng vậy, cứ ngày lễ Thánh Giuse là chia đấu banh với nhau, thì một bên là toàn những người chọn Giuse bổn mạng, còn bên kia là các thánh khác, một mình Giuse chấp các thánh. Hôm nay khi chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse, ngoài những nhân đức nổi bật đã được giáo hội đúc kết thành cái kinh cầu tôn kính ngài, thì ta còn thấy ở ngài một cái nhân đức nổi bật khác nữa, đó là cái tính âm thầm, khiêm nhường, không muốn thể hiện mình, hay nói theo cái ngôn ngữ ngày nay người ta gọi là không thích nổ. Ở trong cái sân khấu của chúng ta cũng có câu người chính trực âm thầm lặng lẽ, ít nói. Rồi nhưng mà người trượng phu thì lại làm nhiều. Cụ thể như chúng ta thấy mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu, Thánh Giuse có thể tố cáo, nhưng mà ngài lại chọn cái giải pháp âm thầm rút lui. Chính vì âm thầm không thích nổ mà Thiên Chúa đã chọn ngài và gọi và đặt ngài ở cái địa vị cao sang là làm cha nuôi của Đức Giêsu và là bạn trăm năm của mẹ Maria. Này Giuse, con cháu David,
đừng ngần ngại đón Maria về làm bạn mình, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Thánh Giuse không chỉ âm thầm khiêm nhường trước Thiên Chúa mà còn âm thầm tự xóa mình đi trước Chúa Giê-xu và mẹ Maria. Chẳng hạn như là biến cố Chúa Giê-xu tự ý ở lại đền thờ vào dịp hành hương Jerusalem mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Thánh Giuse có thể la rầy hay là sửa phạt Chúa Giê-xu để mà thể hiện cái uy quyền của người cha, nhưng mà Ngài đã nhường cho mẹ Maria để mẹ Maria chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ phải cực nhọc tìm con? Tóm lại là chúng ta thấy Thánh Giuse âm thầm và xóa mình đi như thế là để cho cái chương trình và thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện. Và Đức Giê-xu và mẹ Maria được lớn lên, còn chúng ta là con cái thì chúng ta phải làm sao? Thực lòng mà nói, ta luôn muốn thể hiện mình chứ không muốn xóa mình đi. Ta luôn luôn thích nổ để mà chứng tỏ cái quyền uy của mình chứ không thích âm thầm bé nhỏ. Trong gia đình, chồng muốn chứng tỏ uy quyền của mình trên người vợ, vợ lại muốn thể hiện cái vai trò của mình đối với chồng, chẳng ai chịu nhường cho ai. Và thế là xảy ra cái cảnh gia đình bất hòa, bất thuận, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Thế rồi còn ngoài xã hội thì ta thấy ai cũng muốn thể hiện mình, ai cũng cho mình là nhất, kiêu ngạo gặp kiêu ngạo. Thế là xảy ra cái cảnh cãi vã, đánh lộn khắp nơi. Muốn cho gia đình êm ấm và xã hội hài hòa, mỗi người chúng ta phải biết sống âm thầm khiêm nhường, xóa mình đi trước người khác như Thánh Giuse đã sống. Hôm nay là lễ bổn mạng của ban gia trưởng Hoàng Xá, những người xa quê, thì tôi cũng có vài lời với anh em như thế này. Anh em gia trưởng thân mến, anh em là người cha, người chồng trong gia đình, anh em đừng bao giờ coi mình là ông chủ đầy quyền lực trong gia đình. Muốn làm gì thì làm. Anh em phải biết tuân theo ý Chúa, phải bình tĩnh, biết quảng đại, hy sinh trong mọi khó khăn trong gia đình theo gương Thánh Giuse. Đứng trước những thử thách, những nghịch cảnh, Thánh Giuse luôn chia sẻ nỗi lòng với Đức Mẹ. Ngài trăn trở những âu lo của Đức Mẹ. Ngài chỉ muốn tìm giải pháp ưu việt nhất cho gia đình. Anh em gia trưởng cần có lòng tôn kính Thánh Giuse, thường xuyên xin Ngài cố vấn cho các hoàn cảnh khó xử của mình. Ngài đã kinh qua tất cả nên Ngài hiểu rõ hơn ai hết những nỗi niềm của người gia trưởng. Anh em cần lui tới để mà chuyện trò với Ngài. Hôn nhân là tổ ấm, gia đình là chiếc nôi, nơi đó con cái đón nhận đời sống thể chất và tinh thần. Mỗi đứa con đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Hãy giáo dục để chúng lớn lên trong ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Nhiệm vụ giáo dục con cái thật thiêng liêng và cao cả, Thiên Chúa trao cho các gia trưởng. Anh em cần phải biết yêu thương và tôn trọng con cái mình. Hãy trở nên gương mẫu đạo đức thánh thiện cho con cái. Hãy tránh mọi thứ gương mù, gương xấu, từ lời nói đến thái độ sống. Thái độ sống xấu đó là đại họa cho con cái. Tuổi thơ các em đơn sơ như tờ giấy trắng, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cha mẹ đều ghi đậm nét trên tờ giấy trắng tâm hồn và in sâu suốt cuộc đời các em. Bởi đó trách nhiệm của người gia trưởng đối với các em vô cùng quan trọng. Các em là thánh hay là quỷ tùy vào sự giáo dục và cách ăn nết ở của cha mẹ. Con cái là hoa trái của tình yêu và là niềm hy vọng của cha mẹ. Thánh Giuse là con người không thích nổ, thích thầm lặng, ít nói, khiêm tốn. Gioan Tẩy Giả đã chân thành nói: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé lại. Thì Giuse đã sống điều đó mà không nói một lời. Chính cuộc sống ấy đã biến thánh nhân thành một vị đại thánh. Lạy Thánh Giuse, xin dạy con biết sống âm thầm, khiêm nhường,
xóa mình đi để Chúa và tha nhân được lớn lên, gia đình được êm ấm và xã hội được hài hòa. Amen.